Địch đại Nhật Ba và những gương mặt đẹp nhất châu Á khiến dân tình mê mẩn. Mới đây trong 163 đã tiến hành bầu chọn tìm ra bảng xếp hạng 8 gương mặt đẹp nhất châu Á. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại xem những mỹ nhân nào được gọi tên nhé. Vị trí thứ 8 Nong Poi. Hoa hậu chuyển giới Nong Poi là người chốt sổ bảng xếp hạng nhan sắc này, sở hữu nhan sắc xinh đẹp khí chất hơn người và vóc dáng thanh mảnh. Nong Poi là nữ thần trong mộng của biết bao người. Cho tới bây giờ có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới được tổ chức, nhưng Nong Poi vẫn giữ ngôi vị đệ nhất mỹ nhân chuyển giới của xứ sở chùa vàng. Chưa ai có thể vượt qua nổi là đủ biết rồi đó. Thứ 7 Ajaka Miyoshi Ajaka Miyoshi là một trong những mỹ nhân đáng chú ý nhất trong thế hệ sau 1995 của showbiz Nhật hiện nay. Không chỉ xinh đẹp ngút ngàn, vóc dáng cực nem, người đẹp này còn vô cùng đa tài đa nghệ, vừa là người mẫu idol, lại còn gặt hái được nhiều thành công trong mảng phim ảnh nữa chứ. Vị trí thứ 6 cảnh điểm. Ngay khi bước chân vào showbiz hoa ngữ, cảnh điểm đã gây chú ý với nhan sắc hơn người, được cộng đồng mạng mệnh danh đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh, đóa hoa phú quý của nhân gian, thế nên chúng tôi chẳng hề bất ngờ khi thấy tên của nữ diễn viên đại đường vinh diệu trong danh sách này. Vị trí thứ 5 địch nệ Nhật Ba. Được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của showbiz hoa ngữ, nhan sắc của Nhật Ba chẳng phải dạng vừa với gương mặt đẹp như tạc tượng sống mũi cao cực phẩm nàng mỹ nữ tân cương khiến biết bao trái tim phải lỡ nhịp đặc biệt sau khi chuyển sang đu quyến rũ địch đã nhận ba ngày càng tỏa sáng mỗi khi xuất hiện không chỉ vậy mỹ nhân tam sinh tam thể còn liên tục nọt vào tốt tìm kiếm trên mạng xã hội với những khoảnh khắc đẹp đến xuất thần khiến con gái như chúng tôi cũng mê mẩn quên cả lối về vị trí thứ tư Kanarani mỹ nhân ca biết này đã vượt mặt địch nhật ba chiếm vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng sắc đẹp lần này Nói tới cô chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay đến mỹ nhân gợi cảm nước tiếng với phong cách đầy táo bạo, khoe khéo lợi thế hình thể. Thứ ba Lưu Diệp Phi. Chẳng phải tự nhiên mà bao nhiêu năm qua Lưu Diệp Phi vẫn luôn là thần tiên tỷ tỷ, không thể vượt qua nổi của làng giải trí hoa ngữ đâu nha. Chính nhan sắc hơn người khí chất thanh tao, thoát tục tự tiên nữ đi lạc chốn nhân gian là bí kíp giúp cho nữ diễn viên thần điều đại hiệp trụ vững trong tập đầu các bảng xếp hạng sắc đẹp xứ Trung. Vị trí thứ hai, duân Ji -huin là một trong những tượng đài sắc đẹp của làng giải trí xứ Hàn, nhan sắc của Jun Ji Hyun chẳng phải dạng vừa. Vừa nét đẹp trong trẻo nhưng cũng chẳng kém phần đằm thắm yêu kiều, khí chất tranh xả. Nữ diễn viên vì sao đưa anh đến khiến biết bao người phải mê mệt không thôi. Vị trí đầu tiên, Nana, After School Người chiếm ngôi vị quán quân trong danh sách này chính là Nana, cựu thành viên của nhóm nhạc After School. Theo thông tin mình tìm hiểu thì Nana nhiều năm liên tục xếp top cao trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới và còn hai lần giành ngôi vị quản quân nữa đó. Đây là một thành tích đáng nể mà không phải ai cũng làm được đâu nha. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!